Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam cao cấp trên sàn Shopee Mall. Hiện đang có chương trình ưu đãi cực hot, chi tiết ở phần sau video. Tóm tắt phần trước, báo đen xuất hiện, báo đen đánh một con báo khác để giữ vị trí báo đen, Chadwick Boseman qua đời, Rest in Peace King. Bên kịch của Marvel quyết định rằng Boseman có thể dừng lại nhưng vũ trụ này thì không và mang đến báo đen 2, gồm các nhân vật mẹ của báo đen, em của báo đen, OJ và thêm cả người yêu của báo đen, Okay. đây là bộ phim nói về một bộ lạc không có cả điện nhưng mà chiến thắng đội quân mạnh nhất thế giới chỉ bằng một quả bóng nước báo đền mãi mãi Wakanda. Bộ phim bắt đầu với một cô bé da màu đang chỉ trỏ quát mắng những người lớn tuổi hơn mình. Đó có phải là phong tục Wakanda không? Không, mà chỉ là vì đây là công chúa Sushi, người mà có vẻ là thông thạo mọi thứ từ khoa học, sinh học, công nghệ, y dược, bệnh trĩ gì gì đó. Và quan trọng hơn là đức vua trà là đang nằm hấp hối trên giường bệnh và lễ phép thì không cứu sống được ai cả. Nhưng mà xếp Lego thì có và Sushi đang rất là cố bởi vì ghép xong Lego thì có sẽ có tâm hình thảo nhân tạo, thứ mà có thể là cứu được mạng trà là nhưng mà mẹ cô xuất hiện và té kéo nước lạnh vào đống lego của sushi trà là đã ra đi thực đơn từ giờ của anh chỉ có gà luộc với cả mấy đĩa xôi nhưng mà giờ có phải lúc để buồn vì họ cần tổ chức đám tang sau khi nhảy nhót cùng dân làng sushi đứng đây sushi khóc hu sau đó ta có intro của Marvel, một phút mặc niệm bắt đầu Tôi sẽ xuống địa ngục với cái điều này. chưa đủ một phút thì mà kệ mẹ. Ta đến một năm sau, những hoàng Doraemon aka mẹ Sushi tham gia cuộc họp Liên Hợp Quốc. Bà đối ngoại bằng cách không đối ngoại, bà bảo công nghệ và Vibranium sẽ không bao giờ được thương mại hóa vì bà thơ biết quan chức da trắng không đáng tin và tất cả những gì họ muốn chỉ là làm mấy khổng súng to hơn. Từ khi Wakanda công khai sự tồn tại, người ta nhận ra One Piece là có thật và nó tồn tại dưới dạng Vibranium. Mỹ cửa thuyền đi tìm Vibranium thì có vài anh bạn người cá thân thiện đến chào hỏi vài câu chào ở đây tức là cầm dao xin liên tục vào người thủy thủ đoàn đi hết con mẹ người méo chạy bật mạng lên trực thăng ha 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 chúng mày có giỏi mọc cánh bay lên đây xem nào một người cá biết bay xuất hiện và trên tay hắn ta là một lời chào sau đó ta tạm biệt đại dương thiếu bóng tình người và trở lại Wakanda quê ta ơi. Nữ hoàng sau khi cãi nhau với mấy ông da trắng xong, về thăm con gái ngay lập tức. Từ khi anh trai mất, cô chăm chỉ làm việc hơn. Nghe hơi xấu tính nhưng mà nếu cô này thực sự giỏi đến thế và năng suất cô ấy lại còn tỷ lệ thuận với số lượng người thân cô ấy mất thì nữ hoàng đẻ thêm một đứa. Doraemon hỏi sushi con ngà đã chết được tấm hình thảo chưa? Wakanda quê mình phải đăng ký một con báo đó. Nhưng mà mẹ à, xếp Lego đâu có dễ thế đâu. Và cả trong con chỉ có một con báo duy nhất thôi và đó là anh trai con thế là nữ hoàng Doraemon bảo sushi tạm ngừng công việc bỏ con vào ba lô và đưa con ra khỏi thủ đô nhân dịp một năm kỷ niệm ngày mất của cha là hai mẹ con tâm sự ít nhiều quanh đi quẩn lại việc hãy rũ bỏ quá khứ hướng về tương lai nhưng mà sushi vẫn còn lung lam không có anh trai cô buồn lắm nhưng một người cá đột nhiên chui lên từ mặt nước phá vỡ bầu không khí gia đình anh ta tự xưng mình là khụ khụ khan bạn nhái của aquaman và được biết đến với cái tên namor anh ta đến để cảnh báo là biển cả này đã có chủ rồi bọn đất liền đừng có mà thò chân xuống bố mày chặt đấy bà mẹ kiểu oh yeah! Thằng này kiểu oh yeah Và nhắc lại câu này cho bọn Mỹ luôn nhá và giao cái đứa chế được máy dò vibranium ra đây không thì thủy tộc sẽ mang đến sự diệt vong cho nhân loại một cuộc họp hội đồng được diễn ra nó bảo nó cần gì nhà khoa học thế chúng ta làm gì đưa nó nhà khoa học cuộc họp kết thúc ô đề nghị đưa sushi theo làm nhiệm vụ cho thư thái đầu óc ở nhà nhiều mụ hết cả người và ngày hôm sau họ liên hệ với ross cái ông mà được sushi cứu ở phần trước để tìm nhà khoa học kia đó là một cô sinh viên tên là riri ô có nhiệm vụ phải đưa riri về riri xin tạt về nhà lấy ít đồ chỉ để vừa khi thời gian quân đội mỹ đến ba người quyết định bỏ chạy với ba option là một chiếc ô tô một con xe máy và một bộ giáp bay để tránh không ai lạc khỏi đoàn họ quyết định mỗi người đi một cái nhưng về cùng một hướng kết quả riri bị giật xuống đất sushi ngã và ô phải solo với một ông người cá từ biển chui lên Oze thua nên Sushi và Riri bị người cá bắt về. Ngày hôm sau, Oze về bản. Nó mạnh lắm, chị không biết đâu, Nó trông to như này này. Còn ta đâu? Ờ. Thế là Oze bị tước quân hàm, trở về làm dân đen. Doraemon sau khi đuổi cổ người duy nhất có thể cứu con mình, thì tìm đến Siri của Sushi để hỏi vị trí định vị của cô. Biết được rằng là Ross đang cầm chữ hạt của con gái, thứ mà ông nhặt được sau khi cô bị bắt cóc. Nhưng hiện tại ông vẫn đang vô dụng và lờ, nên nữ hoàng thử cách khác. Và giờ được Sushi đang ở đâu đó nói tiếng Maya quanh đại tây dương. Thế là nữ hoàng đi tìm Nokia, người yêu cũ của cha là mong cô tìm được sushi nokia lên đường sang mễ hỏi do người dân khóc lóc và nài các thứ nên được một bà cô kể cho về 360 trăm tích nhãn hiệu thời trang nam chất lượng trên shopee mall nhân dịp ra mắt bộ sưu tập xuân hè mới 360 trăm tích áp dụng chương trình giá trải nghiệm 199 k cho một chiếc quần âu chuẩn form chất xịn vải mịn có tông lạnh mềm mịn không chỉ thừa không nhăn cúc ẩn tinh tế để thứ duy nhất lôi ra khỏi quần là sự thanh lịch của bạn bạn có biết giá gốc cho một chiếc quần âu như thế này là bao nhiêu không? 380.000 đấy Nhưng trong chương trình khuyến mãi mới nhất Chỉ với 199.000 Bạn đã có cho mình một chiếc quần âu xị vái Đây là lần đầu tiên 360 bô tích áp dụng giá trải nghiệm thấp đến thế Giá giảm sâu cho quần âu chất lượng Đẹp chính xác như hình Mặc vào cộng 100 chỉ số thời trang Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận Nên là được một bà cô kể cho về khu khụ khan Và chỉ cho chỗ bãi biển mà bố này hay làng vàng Nokia tìm đến Thấy một cái hàng không phải của Navi Vì hàng này toàn nước Trong khi đó ở dưới hang sushi trở thành khách mời danh dự của namor tham gia tiết học lịch sử tìm hiểu về gia phả của Namo. Cụ thể là ngày xưa ông bà bị bọn tư bản đánh cho khổ quá nên mấy ông pháp sư mễ tìm ra được cách cây xanh xanh thì la cũng dã ra giống Mirinda Việt quất phết thế là ông rủ toàn dân cùng uống và tất cả mọi người trở thành xì si chum bị phế võ công trên bờ chui hết xuống biển ở rời xa sóng gió trần gian sau đó Namo được sinh ra và trở thành cây lan đột biến giữa rừng lan thường nhiều đôi cảnh bé tí dưới chân và da thì không xanh ô oh wow tất cả những tố chất cần thiết của một nhà lãnh đạo luôn một thời gian sau mẹ mất Namo đòi mang sắc mẹ lên bờ chôn thì nhận ra đất chôn người chết cũng tốn tiền mua thế là nà mò ghét bỏ loài người còn mẹ loài người tôi đang chửi hộ nà mò sushi xin giữ tính mạng cho riri nhưng mà nà mò không cho nhưng mà cho tham quan nơi anh ở hai người đi đến một cái làng tối như nhà chị dậu cả làng có đúng một cái đèn pha đặt ngay trung tâm sau chuyến tham quan, Sushi nhận ra chỗ này thiếu điện phết nên đưa ra lời đề nghị hợp tác. Nhưng Namo đòi Riri bằng được, không thì đánh luôn cả Wakanda. Sushi bắt đầu suy nghĩ, còn Namo lên bờ gặp Doraemon chỉ để tạo khoảng trống cho Nokia xông vào. Cô giết hết lính canh, bế công chúa mang về. Nhưng hành động này chả khác gì nhổ vào mặt Namor. Anh bắt đầu gọi người dân lại chỗ đèn pha, ngồi ở chỗ sáng nhất và hò hét phát động chiến tranh. Kiểu ê ủ má, ta bắt cóc công chúa tụi nó xong tụi ta giải cứu của tôi bay, muốn chết mẹ. Sushi về nhà chưa kịp ấm ổ thì quân của Namor đã đến và tấn công bằng lũ lụt. Đây là cái đoạn vô lý vãi vì sức mạnh của người cá chỉ đơn giản là thở dưới nước và cả nhìn xanh sao thôi mà. Tu nước vào thành phố kiểu gì? Mỗi đứa ngậm một ngụm nước xong rồi phun vào thành phố à? Đích thần công chúa Sushi xông ra mặt trận còn quân đội thì không. Đó là cách đoàn quân mạnh nhất thế giới hoạt động. Namo lướt gió chém tàu Wakanda như con Và ném bóng nước thổi bay tòa nhà nữ hoàng đang ở Cả căn phòng ngập nước Nữ hoàng bơi xuống cứu Riri ri và ngó lên không kịp Và thế là... Sushi sau đó trở về phòng thí nghiệm Nhớ lời mẹ dặn về tâm hình thảo Nên ngồi xếp Lego và hoàn thành tâm hình thảo Trong lúc đó thì người dân Wakanda chuyển lên núi sống Vì họ bắt đầu sợ những quả bóng nước rồi một thời gian sau cụ thể là vài tiếng sushi chế thành công tâm hình thảo cô uống ngay lập tức tâm hình thảo đưa cô lên thiên đàng và gặp michael b jordan tổ tiên đâu mẹ anh tôi đâu không ai biết nhưng michael b jordan cơ mà không gặp thì tránh ra để tao tất cả là vì sushi là đứa dính đồ công nghệ không tin vào các cụ nên cô được gặp ngay cái thằng cũng bán bổ tổ tiên Cả căn phòng bốc cháy vì khán giả không nhìn rõ diễn viên. Họ cần chút ánh sáng. Hai người cãi nhau xem ai mới là đứa mất dạy với các cụ hơn. Và Sushi tỉnh lại. Dù không gặp tổ tiên nhưng vẫn có sức mạnh báo đen. Ngay lập tức đi gặp các trưởng lão. Thể hiện mình là người xứng đáng. Bằng cách vật tay. Sushi phát biểu hào hùng và quyết định sẽ tuyên chiến với Namor. Để trận chiến được công bằng. Họ sẽ ra biển đánh nhau cho cân. Coi như đáp lễ lần trước Namor dẫn quân lên bờ. Wakanda dùng Bluetooth gọi người cá lên. Quân đội của Wakanda mạnh đến mức họ chỉ mang đúng một con tàu và cả hơn 100 quân lính để mà ra biển đánh nhau với người cá. Những người mà chỉ bằng khả năng ngậm nước trong mồm rồi phun ra cũng thành lũ lụt. Còn người cá thì lại trèo lên bờ đánh nhau với cả người đất liền. <laughs> Nhưng bạn biết gì không? Phim xanh hùng mà chắc là nó phải thế. Một trận chiến tái hiện hoàn hảo ở tách on Titan phiên bản thiếu kinh phí diễn ra đất nước giàu nhất thế giới không chế nổi cái dòng dọc mây bố ở trên kéo kéo trong thần vãi trưởng Riri mặc bộ Astro Boy tham chiến và đánh nhau với Namor trên không để câu giờ cho sushi dụ Namor vào cái điều hòa hai chiều hút hết nước là hút hết sức mạnh của Namor người cá cũng không có nghĩa là não cá họ phá cái bluetooth và mang boom online trở lại Wakanda thua thế chỉ để hai Astro Boy khác xuất hiện thay đổi cục diện một tí còn Namor hắn bị sushi đưa vào sa mạc một bên trông như con mắm, một bên thì ba que, hai bên đánh nhau trông éo uột như nữ sinh đại chiến. Sushi chiến thắng sau khi cô cắt cánh của Namo và suýt biến hắn thành bánh mì nướng, nhưng cô hạ thủ lưu tình tha cho các bạn cá của Namo và vì thế nên là Namo quyết định lui quân, tư duy quân sự kiểu đéo gì đấy Nhưng kệ, hai bên làm hòa với nhau, trận chiến kết thúc, những người đã chết kiểu. Thằng chó, mày lừa bố mày hai phe ai về nhà nấy wakanda lại vui trở lại sushi trồng tâm hình thảo mô hình công nghiệp riri ôm mấy con hàng wakanda về mỹ jabari trở thành vua mới wakanda còn namo trở thành một thằng hèn giờ coi wakanda như bố cuối cùng thì sushi đến ở với nokia và được gặp cháu của mình aka con của anh mình hứa hẹn một báo đời báo đốm tương lai bộ phim đến đây là hết after credit thì cũng chả có chả là cgi xuất hiện đâu đây không phải là quá nhanh quá nguy hiểm tốt là vì xin chào và hẹn gặp lại